Mission Palm, trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Westminster, cung cấp dịch vụ y tế và vật lý trị liệu cao cấp 5 sao cho cá nhân sau chấn thương, phẫu thuật hoặc bệnh nặng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị cảm thấy yên tâm, thoải mái với các dịch vụ chăm sóc tân tiến nhất. Mission Palm tự hào phục vụ cộng đồng người Việt hơn 20 năm. Hàng ngày với các thực đơn Việt Nam có những chương trình giải trí tôn giáo cho người Việt, đội ngũ y tá và nhân viên Mỹ Việt chuyên nghiệp. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi cho chúng tôi 714-892-6686. Xin kính chào quý vị. Hôm nay Kim Đỗ ở Mission Palm và cùng với bác sĩ Nguyễn Chí Đạo ở Alpha Group sẽ thưa chuyện với quý vị ngày hôm nay. Xin bác sĩ có khỏe không ạ? Dạ, xin khỏe chị. Cảm ơn chị. Dạ. Và kính chào tất cả quý vị. Dạ, xin kính chào quý vị. Thì hôm nay Kim có mấy câu hỏi để thưa chuyện với bác sĩ Chí Đạo. Hôm nay là cái câu hỏi đầu tiên đó thưa bác sĩ, là khi mà bệnh nhân đi vào bệnh viện thì có những vấn đề gì phức tạp sẽ xảy ra ở trong bệnh viện hả thưa bác sĩ? Dạ, chào chị. Thì khi bệnh nhân vào bệnh viện có thể bị nhiễm trùng. Yeah. Có một số vấn đề mà mình phải đề phòng là có thể bị nhiễm trùng, có thể bị stroke, là tai biến, ảo giác. Yeah. Cái này là những cái phức tạp ở trong bệnh viện. Yeah. Giống như là nhiễm trùng, bị ảo giác, lộn xộn, có thể bị té. Yeah. Có thể bị giống như mắc nghẹn, làm cho không có ăn được. Mắc nghẹn xong rồi không có thở được. Rồi khó có thể tiêu. Bị nhiễm trùng. Yeah. Phổi. Yeah. Rồi cái tim cũng có khi bị loạn nhịp tim. Yeah. Khi mà mình vô bệnh viện mà bị sưng phổi á, thì cái tim nó cũng có thể bị loạn nhịp tim. Yeah. Do uống thuốc, thiếu thuốc hay là yeah. gì. Rồi cũng có thể bị chảy máu. Và nếu mà không có, cũng có thể bị giống như hư thận. Yeah. Và có khi mà đi tiểu không được, rồi có thể bị nghẽn đường tiểu. Rất là nhiều bệnh khác nhau và bác sĩ. Có thể bị té. Và vân vân. Yeah. Và nằm trong bệnh viện lâu mà không có được y tá quay qua quay lại. Yeah. Cũng có thể bị ulcer, loét cái da. Wow. Ở dưới cái mông. And some of them bệnh nhân bị gun nữa hả bác sĩ, bị lở loét đó. Bị lở loét. Yeah. Yeah. So khi mình vô bệnh viện thì mấy người bác sĩ bệnh viện phải đề phòng những cái vấn đề đó. Yeah. Thì giống như mình có thể cho thí dụ có một bệnh nhân vào bệnh viện do bị dị ứng. Yeah. Uống thuốc ở nhà mà bị dị ứng á. Yeah. Thì khi mà mình bị bệnh dị ứng á, thì mình cho thuốc Benadryl với yeah. loại thuốc Pepcid với yeah. loại thuốc steroid yeah. để cho nó chống lại cái histamine mà nó làm cho mình bị dị ứng. Oh, wow. Làm cho mình đỏ rồi mình khó thở rồi này nọ. Nhưng mà khi mà cái người lớn tuổi á, 7-80 tuổi mà vào bệnh viện á, mà mình cho cái thuốc Benadryl á, mình nhiều quá, nó có thể làm cho mình không có đi tiểu được. Wow. Mình không có đi tiểu được thì nó đổi qua biến chứng khác. Thì mình phải bỏ cái ống tiểu. Yeah. Thì nó lại dễ bị nhiễm trùng. Yeah. Xong rồi uống cái thuốc Benadryl nó cũng yeah. làm cho mình bị ảo giác, giống yeah. như mình bị delirium, là mình lộn xộn, mình không biết đường, xong rồi mình đi vòng vòng trong phòng rồi mình bị té nữa. Wow. So nếu mà cái người bác sĩ bệnh viện mà không có cẩn thận hay không có kinh nghiệm á, thì có thể dẫn tới cái trường hợp mà bị những cái complication, những cái phức tạp này xảy ra, làm cho bệnh nhân có thể ở lại bệnh viện lâu hơn. Và cái kết quả có khi không có tốt. Và những cái phức tạp khác giống như là bị nhiễm trùng chẳng hạn, thì mình có thể có nhiễm trùng về cái IV line, cái central line chẳng hạn, hay nhiễm trùng về khi mà mổ nó cũng có thể bị nhiễm trùng. Khi trong bệnh viện nó cũng có thể bị nhiễm trùng đường phổi. Yeah. Khi mà mình có cái ống máy thở, khi bất cứ khi nào mà mình có cái ống gì vô người á, nó sẽ làm cho mình có nguy hiểm bị nhiễm trùng. Và cái nhiễm trùng ở trong bệnh viện á,
cái rate của nó khoảng chừng 4%, thì cứ 20 người thì có một người có thể bị nhiễm trùng và cũng có thể dẫn tới bị chết. Thành ra bệnh nhân vào bệnh viện mình rất là cẩn thận đối Nhưng với mà nói tới vấn đề đây đó. bác sĩ nè, để Kim hỏi bác sĩ như vậy nè, nhiều khi gia đình vô thăm người thân của mình hàng ngày, thưa cũng là cái điều đó tốt không thưa bác sĩ, hay là Cái điều đó tốt tại vì để có gì mình có thể là mình take care thêm cho các cô y tá nhân viên ở trong đó dạ đúng rồi cũng là một cái tốt phải không thưa ạ? dạ tại vì khi mà bệnh nhân vào bệnh viện á, nhất là những người lớn tuổi 70-80 tuổi á, cái môi trường rất là lạ và làm cho họ Sợ dễ sệt. bị sợ, dễ bị lộn xộn, dễ bị giống như panic vậy, không không có biết trời đất gì hết. Thành Thành thử ra thử tốt ra nhất nhìn thấy cái nếu khuôn mặt quen thuộc á, thì họ rất là vui thì nếu mà các con cháu đồ đó rảnh á, cứ hàng ngày đi vô thì các bác rất là thấy an tâm phỏng thưa bác sĩ. dạ đúng rồi. Bây giờ COVID hết rồi thì mấy cái chuyện này Ô nói tới tốt. COVID, dạ thưa quý vị, ngay ở Mission Palm của Kim Đỗ đó, là bây giờ đó là mấy tháng nay đều trở lại bình thường hết rồi thưa ạ. Là đều vô thăm các bác cũng bình thường hàng ngày, thường lệ hết. Như trong bệnh viện cũng the same phỏng thưa bác sĩ. Dạ đúng rồi, bây giờ trong bệnh viện thấy hầu như không có COVID nữa. Đó. Và thưa quý vị, đó là cái group của bác sĩ Chí Đạo là Alpha Group, đó là bác sĩ hay thường đi có hai cái bác sĩ bệnh viện chính là ở Orange Coast và ở Fountain Valley, và ở nơi đây cũng làm việc rất là tốt phỏng thưa ạ. Thì khi mà mình nói tới vấn đề mà phức tạp trong bệnh nhân mà ở bệnh viện á, thì không những bác sĩ mà là cái bệnh viện là cái chỗ quan trọng để mà cho bệnh nhân không có bị nhiễm trùng, không có bị té, không có bị sai thuốc hay là này nọ. So cái vấn đề mà bệnh viện phải đào tạo y tá cho đúng và giữ y tá cho đúng, phải có những cái protocol, những cái chương trình để mà cho y tá chăm sóc cho bệnh nhân phải đúng. Còn nếu là cũng có hai ba cái cách khác nhau để tốt nhất đó thưa bác sĩ, là Kim được biết đó là nếu mà bệnh nhân còn yếu, bác sĩ lúc nào cũng cho họ một cái ý kiến, một chọn lựa một hai chỗ, là một là về nhà, hai là qua một cái chỗ rehab hoặc là nursing để cho nó stable, nó an toàn để mà trước khi về nhà. Thì cái điều đó cũng rất là tốt phỏng thưa bác sĩ, nhưng mà rất là nhiều người lại mấy bác lại thích muốn đi về nhà, mà đi về nhà các con cháu thì lại không ai lo hết, Dạ thì đúng là rồi. cũng rất là nguy hiểm nữa. Dạ. So một trong những cái điều mà cái này là qua một cái vấn đề khác, khi mà mình cho bệnh nhân về nhà, những cái chương trình Cũng có y của tá ra nhà những nữa. cái chương trình của nhà nước họ đo cái bác sĩ coi thử coi bệnh nhân xuất viện rồi trong 30 ngày có trở lại liền không. Nếu mà trong 30 ngày trở lại liền có nghĩa là mình xuất viện họ không có đúng. Thì nếu mà bệnh nhân mà về nhà mà không có người chăm sóc đúng á, thì họ có thể phải trở lại bệnh viện liền. Mà nếu mà họ yếu quá, họ đi không được hay là gia đình không có chăm sóc cho họ được, họ có thể trở lại bệnh viện Đó, liền. thành Sau có thử nhiều khi phải qua bên 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 nursing home. nursing home hoặc mission farm Hoặc mấy Mission tuần, Palm. rehab rồi Đúng rồi. là cho khỏe an toàn trước khi về. Nhưng mà sometimes sao bác sĩ cũng thỉnh thoảng á, Kim được biết mấy bác rất là thích qua đó, và mấy bác nhiều khi lại nhớ nhà, lại đi qua đó xong rồi lại chừng 1-2 tuần sau lại đòi đi về. Đi về lại không ai coi, ở nhà 24 tiếng một ngày lại té xuống hay là bị bệnh khác, lại đi vô lại nhà thương nữa, là mấy bác Việt Nam của mình thường là như vậy. Tại vì chỗ của Kim ngay bây giờ đó thưa bác sĩ là có 95% là người Việt Nam. Hàng ngày Kim vẫn nói chuyện với mấy bác có rất là nhiều ý kiến khác nhau, là thường là 80% mấy bác rất là muốn đi về nhà để mà cho các con cháu lo, nhưng mà rồi bị té, bị cái gì đó không xong nữa, đi vô lại bệnh viện lại lần nữa, rồi là lần thứ hai là nhất định đi qua cái nursing hoặc cái rehab. Dạ đúng rồi, thì bệnh nhân về nhà thì phải có người canh, không không có được như ở Mission Palm có người ở đó 24
tiếng 7 ngày một tuần. Dạ yeah, đúng. Thì về nhà rồi phải có người canh, luôn luôn canh, nhất là khi mà mới về yếu nữa. Thì qua Mission Farm thì được rồi, nhưng mà có khi họ ở đó lâu không được. Dạ yeah, đúng. Mission Farm phải cho họ về, phải không? Dạ, dạ. Short term, actually đó là bác sĩ ở nơi của Kim đó là có hai cái level. Một cái là short term và long term, là dài hạn và ngắn hạn. Thì nếu mà các bác tiêu chuẩn nào mà tùy theo các bác khỏe rồi đó thì chỉ ngắn hạn thôi rồi đi về. Còn các bác nào yếu quá thì mình giữ long term. Cái long term dài hạn đó nếu mình có giường. Còn nếu không á thì mình phải kiếm một cái chỗ nào dài hạn để cho bác đó đi. Là rồi. Ở bên Mission Palm là Kim giúp mà, cho mấy bác. Mà kinh nghiệm của em cũng thấy là khi mà bệnh nhân lại Mission Palm á, có khi mình lại thăm bệnh nhân ở đó họ rất là vui vẻ, có khi có người tình nguyện lại đánh đàn, ca hát, băng nhạc đó. Dạ đúng, every day đó bác sĩ, mỗi ngày đó là các chỗ mà các anh chị ở bên ngoài vui giúp vui, chương trình văn nghệ rất là vui. Có ngày thì hai lần, mà thường thì một ngày một lần. Là đánh đàn, hát, hò, vui lắm. Kim có mấy bác đó thưa bác sĩ đã về nhà rồi, cho xuất viện khỏe về nhà rồi. Nhưng mà hàng tuần vẫn tới đó để nghe văn nghệ thôi. Chỉ có là con cháu chỉ chở tới đó coi chừng 2-3 tiếng xong rồi lại đi về lại. Thì Kim cứ tưởng là bác này, ô bữa nay bác lại trở lại với con đó. Không không, tôi chỉ tới coi văn nghệ thôi. That's very cute. Có nhiều khi mình đi làm mà mình thấy có văn nghệ mình cũng muốn đứng lại. Và ở nơi của Kim Đỗ đó thưa bác sĩ là có 95% là người Việt Nam. Và ở nơi đây đó là rất là tốt thưa quý vị, là có bác sĩ, y tá, sinh hoạt, rồi tập thể dục, ăn uống mỗi ngày, và có rất là chương trình Việt Nam mỗi ngày để giúp vui cho các bác nữa. Thì nơi của Kim Đỗ Mission Palm là nhận dài hạn, ngắn hạn. Thì xin quý vị nào có thắc mắc á thì cứ liên lạc thẳng với Kim Đỗ ở số là 714-892-6686. Và bác sĩ chỉ đạo thì hay ở trong bệnh viện Orange Coast hoặc là ở Fountain Valley. Thì nếu mà gọi thẳng cho bác sĩ đó là ở cái số, nếu mà các quý vị nào nói tiếng Việt mà vô đó rồi mà nhắn tin cho bác sĩ đó là ở cái số là 949-200-6079. Còn thường là cái đường dây là 1-800-641-4651 nếu các bác nào có cái câu hỏi thắc mắc. Rồi còn cái gì để cho bác sĩ muốn cho các bác biết được không thưa bác sĩ? Về khi mà mình nhập viện, cái phức tạp ở trong bệnh viện là đại khái là mổ tim, là rồi thì, bị stroke thì... Rồi mỗi cái bệnh là khác nhau. Mỗi cái bệnh là khác nhau, nhưng mà khi mà mình vào bệnh viện á, mình cũng phải để ý từ đầu xuống dưới chân. Giống như mình để mình không có bị ảo giác, mình để mình không có bị té, mình để mình không bị mắc nghẹn. Mình ăn uống cho đầy đủ. Mình không bị chảy máu, có nhiều thuốc loãng máu có thể làm mình chảy máu. Khi mà tim bị đau, người ta có thể bị heart attack hay là arrhythmia, là loạn nhịp tim ở trong bệnh viện. Rồi khi mà mình nằm cái giường lâu quá, nó cũng có thể làm cho mình bị đông máu ở trong cái tĩnh mạch, rất là thông thường. Và mình nằm lâu quá, nó cũng có thể làm cho mình bị ulcer ở dưới cái mông, hoặc là dưới cái nó lỡ loét, dưới cái mông hay là cái gót chân á. Nhưng rồi, mà Kim được biết là ở bệnh viện Orange Coast với Fountain Valley đều có y tá Việt Nam trong đó mà cũng tổng thưa bác sĩ, thì cái tiếng cái language đó, cái tiếng nói cũng không là vấn đề phải không ạ? Dạ đúng rồi. Cũng có nhiều y tá Việt Nam trong đó, và nếu không có, họ có cái iPad mà nó đi vòng vòng á, để mà mình nói chuyện ở trên dịch, có người dịch thông dịch của mình. Vấn đề nữa là cái đi tiểu, đi cầu đồ không được á. Có khi tại vì mình nằm yên một chỗ hoặc là thuốc men đồ nó làm cho mình đi tiểu, đi cầu không được. Thì họ có thể phải bỏ ống vô đi tiểu hoặc là cho thuốc đi cầu. Nhưng mà mình cũng phải để ý. Hoặc là
người thân hay là bác sĩ cũng phải để ý. Yeah. Nếu mà y tá mà nó không có để ý á, thì nếu mà mình thấy trước được thì nó tốt hơn là mình để lâu quá. Giống như đi cầu không được lâu quá, nó cũng có thể làm mình bị nghẽn ruột. Hoặc là mình đi cầu không được thì nó cũng có thể làm cho mình bị khó tiểu. Xong mình phải đi cầu được rồi mình mới đi tiểu dễ hơn. Và những trường hợp giống như có cái dây ống IV line hay là mổ hay là đồ mà, vết thương mình phải để ý cho nó thấy nó không có bị nhiễm trùng. Nếu mà nó đỏ hay là nó chảy mủ hay là gì là, là nó bị nhiễm trùng. Và nói tóm lại đó là nếu mà người thân của mình đi vào thăm mỗi ngày thì là Kim nghĩ nó vẫn tốt hơn và vẫn những cái gì mà y tá trong đó họ họ short staff, họ thiếu nhân viên hoặc là họ không có ở đó 24 tiếng thì người nhà của mình là tốt nhất, thưa phải không bác sĩ? Nếu mà có người nhà mình nói chuyện với y tá, bác sĩ rồi để ý cho bệnh nhân, để mà mình biết nói chuyện với lại y tá, bác sĩ để mà mình họ hiểu được là cái người bệnh nhân này đang cần gì. Trước đây họ mạnh khỏe, ốm yếu như thế nào, để bây giờ nó có khác cái chỗ nào, để mà họ coi thử coi tại sao mà nó khác cái chỗ đó, thì họ mới giải quyết cái vấn đề đó được. Thì đó là thưa bác sĩ Chí Đạo cũng muốn cho các bác biết và quý vị biết, thì nếu có thắc mắc gì thì là cứ gọi cho bác sĩ Chí Đạo, và bên của Kim Đỗ là bên Mission Palms, nó tọa lạc ngay ở trên đường Beach and Westminster, là rất là nhiều người Việt Nam ở đây với Kim bây giờ, và 95% là người Việt Nam. Rồi thưa Kim đã thưa với quý vị đó, nếu mà có thắc mắc cứ gọi cho Kim ở cái số trên cái màn hình, như ở trên màn hình là 7148926686. Thì ngay bây giờ đó là Kim, hiện tại ngay bây giờ thì có những cái giường còn trống, nhưng mà là chỉ ngắn hạn, còn dài hạn ngay bây giờ Kim không có. Nhưng mà trong tương lai thì mỗi tuần nó mỗi khác, thưa các quý vị. Thì bác sĩ có bệnh nhân ở trong Fountain Valley, Orange Coast, còn Garden Grove với Huntington Beach, bác sĩ có bệnh nhân trong đó không thưa bác sĩ? Hiện tại thì mình không có đi lại hai cái bệnh viện đó. Mình chỉ có ở Fountain Valley, Orange Coast thôi. Thì cái alpha group của bác sĩ là tất cả bao nhiêu bác sĩ làm việc chung với nhau thưa? Trong cái group thì cũng có 6 người bác sĩ. Với lại buổi tối mà bệnh nhân vào thì có 3-4 người NP trực buổi tối. Sau mình cũng làm việc 24 tiếng đồng hồ. Vậy là quá tốt. Thì mình cũng muốn nhắc nhở cho bệnh nhân là khi mà vào bệnh viện á, thì bệnh nhân là người quyết định bác sĩ nào để nhập viện. Thì nếu bệnh nhân tin tưởng thì có thể gọi cho Alpha Hospitalist Group để mà lo lắng cho vấn đề nhập viện và chữa trị. Thì thưa bác sĩ Chí Đạo cũng thưa trình bày với quý vị đó là Alpha Group có mấy bác sĩ Việt Nam, rồi có người Hoa, người nói tiếng Anh, nhưng mà rất là influence, rất là rõ ràng về tiếng Việt. Các bác sĩ ở đây, rồi có người Hoa nữa, thì thỉnh thoảng cũng có bệnh nhân mà người Hoa mà biết nói cả hai thứ tiếng, thành thử ra cả tiếng Hoa và cả tiếng Việt. Thì các bác nào mà không rành tiếng Việt cho lắm đó, thì cũng có thể nói chuyện với các bác sĩ ở Alpha đó bằng tiếng người Hoa. Là như bác sĩ Mai Su là người Hoa, nhưng mà là tiếng gì vậy thưa bác sĩ? Người bác sĩ Mai Su thì nói tiếng phổ thông. Còn bác sĩ David Chen cũng là người Hoa thì là nói tiếng gì vậy ạ? Hình như ảnh chỉ nói tiếng Mỹ thôi. Tại vì á là sometimes người Hoa đó họ có mấy thứ tiếng trong đó bác sĩ, tiếng Tiều, tiếng Quảng, rồi phổ thông, đại khái là có mấy thứ. Thì cũng rất nhưng là tiện. Đa số mình nói tiếng Việt Nam. Vậy thì cũng rất là thuận tiện cho cái mấy bác để dễ ngôn ngữ dễ thông cảm, dễ hiểu nhau, là cũng là một cái tốt cho mấy bác. Rồi quan trọng là mình lo lắng cho bệnh nhân và mình
chăm sóc bệnh nhân một cách tốt đẹp và tận tụy để mà cái bệnh nó lành mau và bệnh nhân chóng phục hồi để về nhà sớm. Chứ tại vì mình ở bệnh viện càng lâu ngày thì càng có nhiều vấn đề phức tạp xảy ra. Giống như là nhiễm trùng hay là những cái thứ khác. Thì đó, thưa bác sĩ Trí Đạo có trình bày đó là rất là nhiều bệnh nhân của bác sĩ Trí Đạo hoặc là Alpha Group đã khi mà xuất viện, các bác nào xuất viện rồi, một là các bạn khỏe, đủ enough, không có yếu trong người cho lắm thì là đi về. Rồi còn không nữa là đi qua Mission Palm ở ngắn hạn và dài hạn, thì các bác sĩ cũng sau đó sẽ theo dõi ở bên Mission Palm luôn. Thì một lần nữa Kim Đỗ cảm ơn quý vị rất là nhiều đã coi cái chương trình ngày hôm nay, Kim và bác sĩ Trí Đạo. Và trong tương lai, hoặc là ngày hôm nay, hoặc là trong tương lai, nếu mà các quý vị nào có thắc mắc, xin các quý vị gọi cho Kim Đỗ ở số là 714-892-6686, hoặc là cái số điện thoại cầm tay của Kim là 714-867-3081. Xin bác sĩ gọi cái số nào ở Alpha Group nữa bác sĩ, là có 1-800-641-4651, hoặc là nếu mà muốn gọi cho chính mình thẳng á thì nhắn tin trước số 949-200-6079. Dạ, xin một lần nữa Kim Đỗ và bác sĩ Trí Đạo xin kính chào quý vị và hẹn quý vị lại tuần sau. Và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ạ. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào tất cả quý vị. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ.